Cái này nó mới này. Tại vì hỏi cô là đen lên mới lên cái này. Đây, cái này có phải là mới không cả nhà? Cả nhà ơi, cái này nó có phải là mới không? Đây nhé cả nhà nhé. Nó một cái set như thế này nhé cả nhà nhé. Được hai cái hanami trong này nhé cả nhà nhé. Hai hộp hanami. Thì cái này Hà không có nhiều đâu. Cái này á, thì thật sự với mọi người luôn nha. Hà chỉ có 3 set thôi. Bởi vì những cái dòng như thế này Hà về chen vào với lại mỹ phẩm á. Cho nên là Hà không có nhiều đâu. Cái này nó được hai hũ ở trong này. Hà coi kỹ lại nhé cả nhà nhé. Nó được 84 viên. 84 viên là vào mình cũng được 1 tháng nhé cả nhà nhé. Mình cũng được 1 tháng rồi. 90 viên thì nó là 1 ngày 3 viên. 1 ngày 3 viên thôi nhé cả nhà nha. Không phải như mọi người nói là cái hanami này là mình phải uống 1 ngày 4-5 viên đâu nhé cả nhà nha. Không. Cái này là công ty người ta nói rõ luôn. Cái này là uống 3 viên chứ không phải là uống 4-5 viên để uống cho khách hàng mình uống mau hết để mình bán là không có đúng nha cả nhà nha. Không có nha cả nhà nha. 84 viên tức là mình sẽ uống được 28 ngày. Nó vào là khoảng chừng 1 tháng. Và trong cái set này á, mình sẽ được thêm là 14 cái ống viên collagen trong này nhá. Năm nay thì nó được như thế này. Nó được như thế này. Bởi vì bên công ty họ ra sao thì mình bán vậy thôi. Con dao đây rồi, cắt ra cho mọi người coi. Cái này nó là cũng là nước collagen nha cả nhà nha. 14 ống viên collagen trong này nha cả nhà nha. Đó, cái này mình sẽ dùng nó vào buổi tối cho mình này. Đó. Đó. Mọi người biết cái set này á, với cái set này. Ồ, nhanh dữ vậy. Cái này á, một set này của Hà đó nha. Thì Hà báo giá luôn đó mọi người nha, Hà chỉ có 3 set thôi. Đấy, 2 set rồi. Đó. Cái này thì thật sự Hà làm giá, thật sự là cái này á, nó phải là 127 đồng nhá cả nhà nhá. 127 đồng vừa có collagen vừa có hanami luôn. À, hết rồi. Vivi ơi, chậm thế. Phụng một set này, Quỳnh Trang một set này, Hằng Chương một set này 127 đồng nhá cả nhà nhá. Cái này thật sự là Hà chỉ có 3 cái thôi, không có hơn nha cả nhà nhá. Ngay cả Hà này Hà cũng không muốn, rất là muốn uống luôn đấy mà thật sự có bao nhiêu về nói hết với mọi người rồi, bán hết luôn rồi. Mới tinh tinh tình luôn nha cả nhà nha. Hà sẽ về thêm nha cả nhà nha. Cố gắng về thêm nữa. Cái này thì nó là mới rồi. Quỳnh Trang. Một. Rất là nhiều người thích cái này. Nhưng mà Hà nói thật luôn là rất là nói thật, cỡ như Hà đấy, mấy cái thực phẩm chức năng này Hà bán được ấy, tức là tại về được rất là nhiều. Nhưng mà khổ cái là thật sự hải quan này. Bởi vì mọi người biết làm sao không, trong cái hanami này nó có chứa cái thành phần nhau thai lợn, cho nên đâm ra là uống xong hanami rồi là ngưng bao lâu thì uống. Bình thường ấy, cái hanami này á, Hà uống liên tục luôn, với cái lứa tuổi của Hà uống liên tục luôn. Bởi vì nó ngăn ngừa cái sắc tố da cho mình nữa nha cả nhà nha. Nó vừa làm đẹp da cho mình mà nó vừa làm cho tốt cho phụ nữ mình nữa. Lấy về thêm, chắc chắn nó lấy về thêm. Nhưng mà cái này á, bởi vì nó chứa cái thành phần nhau, cái gì nó gọi là nhau thai lợn ấy. Bởi vì nó có chứa những cái như vậy ấy, nên mình chỉ sợ hải quan là nó kiểm tra nó khó về cái vấn đề đấy thôi. Bởi vì sao? Khi mà nó chứa cái thành phần nhau thai lợn đấy á, tức là nó có cái thành phần eslatin. Eslatin ấy, nó là một cái thành phần nó làm cho cái da của mình, đàn hồi cho cái da của mình nhá cả nhà nhá. Không phải tự nhiên mà Hà được cái da như thế này, không phải là tự nhiên mà nó như vậy được đâu. Là chắc chắn luôn một điều là hanami Hà cũng uống rất, sử dụng rất là nhiều nhá cả nhà nhá. Sử dụng rất là nhiều luôn đấy, hanami ấy. Hằng Chương. Ông xã mình ông về, ông xã mình ông nhìn đấy xong ông nói làm sao không? À, chị nói là uống viên trước hoặc sau. Viên ấy, thì mình uống vào ban ngày. Ngày nào mình uống viên ấy, thì mình sẽ uống nó vào ban ngày. Và sau đó là mình sẽ còn cái nước collagen này mình sẽ uống nó vào buổi tối nhé cả nhà nha.
Đặc biệt một cái collagen nên uống vào buổi tối để cho nó hấp thụ tốt cái collagen. Nó cũng tốt cho cái da của mình, nó tốt cho cái tóc của mình nữa nha. Collagen là một cái thành phần mà nó rất là tốt cho móng, cho tóc của mình. Tại vì hồi trước ấy, Hà cũng đã biết rồi là một thời gian Hà cứ một ngày uống một viên thuốc tây thôi mà Hà rụng tóc. 2 tuần đến kiểm tra định kỳ sức khỏe, Alex Good thấy không mọi người? Hà nói thật luôn, cái viên Hanami nó cực kỳ tốt nha cả nhà nha. Hà nói thật, cái viên Hanami nó cực kỳ tốt luôn. Hà nói là không phải là tự nhiên mà cái da mặt Hà nó được căng mà nó mướt như thế này đâu. Mà mấy hôm nay là Hà bắt đầu mới thử cái Aqua đấy nữa, cái viên Aqua vào nữa để kết hợp nha. Mọi người cứ nhìn Hà đấy, sau 1 tuần lễ, sau 2 tuần lễ mọi người sẽ thấy cái để ý nha cả nhà nha. Cái đó là nó thấy không, Kelly Tất nói đó, mình kể Hà nghe, mình uống Hanami 2 set tuần này đến kỳ để kiểm tra sức khỏe, Alex Good nói thật luôn đó, rất là tốt cho cái nội tiết tố của mình, nhất là phụ nữ mình mà bắt đầu đến sắp sửa đến cái tuổi mà nó sắp sửa mà nó thời kỳ mãn kinh ấy cả nhà. Thì thật sự mà nói nha, mình không bao giờ gặp cái trường hợp mà nếu mà mình uống duy trì nó, mình chưa bao giờ gặp cái trường hợp mà phải cái nói là đau bụng kinh, hay là mình bị giống như là mình lúc thì nóng lên xong rồi đổ toát hết mồ hôi ra, xong rồi lúc thì lạnh lên này kia, không hề có những cái đấy. Nó cái thời kỳ mãn kinh á, nó trôi qua êm đẹp mà tự nó cơ thể của mình nhá. Đặt tiếp cho đợt sau loại Harmony này đấy, thật sự luôn đấy cả nhà, rất là tốt. Cái này là cái phiên bản là limited edition nha cả nhà nhá. Nó là cái dạng phiên bản đặc biệt của nó ra như vậy nhá cả nhà nhá. Ok, Hà qua cái khác nhá cả nhà nhá. Đó. Mọi người biết cái viên Hanami Hà nói hoài luôn. Hồi trước ấy, nói thật luôn đó nha, mới bắt đầu Hà biết đấy, những người ta bán á 180 đồng. 180 oi một set 3 hũ viên Hanami. Nhưng mà Hà chưa bao giờ bán được cái giá 180 oi hết. Hà nói thật luôn. Ngay từ lúc bắt đầu bán mà cái Hanami Hà bán, Hà chỉ bán được có 150 đồng thôi. Nói thật luôn đấy, là người ta bán 180 đồng rồi. Đó. Chị ơi lên máy đẩy tinh chất. À chị chỉ còn có một cái, hai cái gì đó thôi ấy. Toàn Mai Hà. Chị còn... để chị coi nhé, chị nhìn coi xem mà nó ở đâu. Nó dạng như thế này. Chị còn có một hoặc hai cái gì đấy thôi à.